Bom sẽ gặp nguy, các thành viên bên phía ngoài cả họ định áp sát vào. Stanilo Hà làm được cho mình một điểm mà không kinh trong bom sai thì là Axai cùng với cả Perfecto gần như là làm cỏ tất cả các thành viên của Wildcard. Nên Wildcard với một cái lối chơi của nó sẽ có lẽ là nó cũng sẽ cơ bản ở trong map thi đấu này thôi. Cố gắng set bài và sau đó là entry vào trong bom sai, khó để có thể vượt qua được các tay rifle đến từ bên phía Cloud9 lắm. Họ biết có một double kill, chưa có triple kill nhưng Electronic cũng đã cover thành công cho người đồng đội của mình. Và cuối cùng thì mạng hạ gục còn lại cũng sẽ nằm nốt vào trong tay Cloud9. Hai không dễ dàng. Nai thôi, đang là muốn set full bài A sau đó là đánh tổng lực run and gun bằng những khẩu tech 9. Nhưng Boomix đã sắm cho mình một khẩu ốp rồi. Với việc Boomix cầm ốp thì chắc chắn sẽ là Hobbit bắn ở khu vực lầu thôi. Hobbit vẫn đang quấy, double kill dành cho chính của Boomix. Vượt qua được Hobbit rồi, nhưng vẫn còn Boomix trong bom sai và Perfecto cũng đã về tới nơi. Ngay lập tức là double kill, những tay súng bên phía của Cloud9 là áp đảo hơn rất nhiều về mặt chất lượng. Alex đã tiếp cận gần khu vực chân lầu và đây rồi, phát hiện ra người ở Ram. 4-0 dành cho Cloud9. Có 101 tactic bài dị nhưng mà nhiều tiền quá thì là không thể là bài dị được. Thắng liên tục. Tiền đấy là nào cũng phải bắn. Rồi bây giờ quay trở lại đây, Hobbit đứng ở Sandwich và có double kill, Hobbit cũng đã về, Hobbit đổi được một. Các thành viên của bên phía đội tuyển quay càng bây giờ họ kẹp lại ở Ram và cố gắng loot cho mình khẩu súng, loot được cây công đây, vừa loot được súng thì Electronic tới. Hỏng rồi. Đi đâu đó lương cao tí thôi, về Cloud9 này xa xôi vất vả lắm. Hoặc là nghỉ ngơi ăn chơi thì được, đang đỉnh cao rồi. Không cố đúng không? Cố làm gì? Không cố như kiểu là anh nào đó. Hôm trước, như là đêm qua là còn tí nữa đi va với cả trọng tài ấy. Quay trở lại đây, cái Perfecto có một tỉa vào gục và ngay lập tức lùi về. Outside chưa lộ vị trí nhưng không cần phải làm gì, cái Perfecto làm hết. Perfecto người ta cũng có tham minh trả quả smoke rất hay. Và quả smoke đấy nó tham minh để khiến cho Hobbit có rất nhiều thời gian để móc. Đi nhanh không, Hobbit chém chết cả hai bây giờ. Hỏng rồi, Sonic của Man of the Match ơi. Cố gắng lên, Perfecto vẫn còn flat, vẫn còn net câu giờ. Bây giờ thì Hobbit móc sau lưng và đó là Hobbit làm một, Perfecto làm nốt cái mạng của Man of the Match. Có phần hơi lỏng tay đến từ các thành viên của Cloud9 và cũng là một tour di chuyển tốt của Wildcard. Bây giờ thì chuẩn bị đánh B nhưng mà giạt ra và check của Glatter nhưng đó là không thành công. Trong bom xa B thì Perfecto cùng với cả Electronic. Perfecto có một, Electronic cũng đổi được cái nhà mạng của Hobby. Bây giờ thì còn lại một mình vị trí của anh chàng Electronic nhưng Axai về. Electronic làm được một Axai cũng kịp tới cover cho bom sai này. Và là con số 10 thuộc về bên phía của đội tuyển Cloud9. Ngày hôm qua thì như là cũng là 13-1 thì phải, chắc là tôi nhớ nhầm đấy, 13-1. Và đúng là tỷ số này giống y hệt với cả tỷ số ngày hôm qua. Và bên đội viên Trung Anh cũng đã tin tưởng vào bên phía của Wildcard trong ngày hôm qua tại đấu pistol thứ hai này nhưng là không thành công. Bây giờ thì sẽ là Cloud9, họ chạy B và hai người thủ B bên phía đội tuyển Wildcard chết. Lisai thì còn có Stanilo, có thêm của Hovi về và thậm chí là cả Sly cũng đang ở đây nhưng bắn nhau 300 hiệp. Axai có một mà hai người của bên phía đội tuyển Cloud9 đã phải chết. Họ bị yếu lắm rồi và vẫn chiếm được khu vực giữa bom dài đi từ bên phía của Wildcard. Những các thành viên của Wildcard bây giờ cộng số máu vào thì còn chẳng được 15 thì làm thế nào mà đỡ được sức mạnh của thành viên bên phía Cloud9 đây. Đây đúng là định nghĩa chết chay lòng. Hai người đi lầu B bắn không trúng nổi vào sợi lông chân của bên phía Cloud9. Alex vừa ăn một trái nét tương đối rát nhưng mà đối phương thời điểm hiện tại đã là Foxby luôn với những khẩu súng tốt nhất mà họ có thể mua được. MP9, khẩu shotgun cộng với đó là một khẩu scout, hai khẩu súng lục của tài Harp nằm xuống và sau đó là Axai hạ gục luôn cả vị trí Stanislaw. Mất quá lâu để họ có thể phản ứng trước đợt tấn công đến từ bên phía Cloud9. Sly đã phải kê lại từ khung jungle và viên scout vừa rồi nó đã không chính xác, tiếp tục lại là một viên scout không ăn thua. Họ biết hạ gục đi vị trí của Sly, tiếp tục là Boomix lao tới để có thể bắt nốt Man of the Match, người duy nhất còn lại là Sonic mà thôi. Mịt mờ sương khói, trên tay là một khẩu shotgun. Đối phương không tiếp cận ở tầm gần thì Sonic không có một cái cơ hội nào đây cả. Và Cloud9 thì họ đang tỏa người đi để bắt nốt vị trí của Sonic cho nó được việc. Một hit shotgun hạ gục đi vị trí của Hobbit và sau đó với khẩu AK trên tay thì làm gì có cái phép màu nào nữa. Dành cho vị trí Sonic đây với 8 HP, đó là 13-1 dành cho Cloud9.